hai bên thì đều có cửa sổ rất là thoáng, tại bên tay trái bên tay phải á, thì còn khoảng 1 mét nữa đó, mở ánh sáng ra vô rất là thông thoáng cái phòng khách mình ha. Bác sĩ Việt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Long Lợi, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, để đến chị một căn nhà vườn ha. Diện tích mình cũng vừa phải, về đây mình nghỉ dưỡng và kinh doanh buôn bán luôn chị ha. Tại vì vị trí này cực kỳ đẹp anh chị. Căn nhà mình nằm mặt tiền này là đường nhựa huyện 34, đường nhựa đây là khoảng 6 mét chị ha, rất là rộng chị thấy không? Cho xe ô tô, xe tải lưu thông rất là dễ dàng nha anh chị. Với ngang mặt tiền đường nhựa này là 6 mét, chiều sâu là 44 mét nha. Lên tổng diện tích căn nhà vườn mình là 276,4 m² nha anh chị. Căn nhà mình hiện tại là đất cây lâu năm, chưa có thổ cư anh chị ha. Cái hướng căn nhà mình nằm ở đây là hướng chánh tây, anh chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi đây cái là vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Anh chị đi thẳng đường này thì khoảng là 1 km nữa nó có khu di tích ở Long Hưng đây rất là lớn anh chị ha. Còn nếu một đoạn đó anh chị về hướng này là hướng về chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim là khoảng là 4 km, cũng trên đường này anh chị đi về hướng thành phố Mỹ Tho cũng được ha. Từ căn nhà vườn mình anh chị về thành phố Mỹ Tho là 11 km anh chị ha. Còn có một đường tắt nữa đi khoảng là 8 km là tới đây, có hai đường về thành phố Mỹ Tho anh chị nha. Ở đây thì mình có cái sông này kêu bằng sông Nguyễn Tấn Thành chị ha, rất là lớn, nằm bên đây nè anh chị. Đây, đây là sông Nguyễn Tấn Thành chị ha. Để quay cho anh chị xem. Còn gọi đây là sông Kinh Sáng chị ha. Đó, mình giáp đi sông Nguyễn Tấn Thành. Còn nếu mà anh chị đi ngược hướng này thì anh chị ra Quốc Lộc A, ra chợ Long Định anh chị. Từ căn nhà mình ra chợ Long Định, Quốc Lộc A là 2 cây mốt số anh chị ha. Là tới chợ luôn chị nha. Ở chợ Long Định thì có rất là nhiều tiện ích như là trường học, ủy ban, ngân hàng và rất là nhiều tiện ích khác nằm ở đây anh chị ha. Anh chị về đây mình mua căn nhà này rất là thuận lợi nè. Thứ nhất là thì nhà mình mặt tiền đường nhựa, kinh doanh buôn bán rất là dễ nè. Cái thứ hai là đi chợ cũng rất là gần. Còn con cái mình về đây đi học ở đây có trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học. Còn trường phổ thông năm ngày ngay chỗ mà chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim nha anh chị ha. Từ căn nhà vườn mình anh chị đi về bến xe miền Tây ở thành phố Hồ Chí Minh á là 63 km là tới ha. Đây là cái vị trí đây. Em đưa những thông tin vị trí nhiều lúc anh chị ở xa mình cũng nắm được, nhiều lúc mà mình đã mất thời gian mình về đây mình xem căn nhà và đất anh chị nha. Rồi, không để mất thời gian của anh chị và cô chú, em sẽ chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm nha. 6 mét là ngay chỗ vị trí này nè anh chị. Em sẽ quay gần cho anh chị mình thấy rõ nha. Đây có tụ bê tông nè anh chị thấy không? Bên tay phải màn hình anh chị có con gạo anh chị ha. Chiều sâu là 44 mét chị ha. Còn cái mặt tiền nhà mình chỉ có là 6 mét thôi. Cái sân thì cũng rất là rộng nhưng mà cái đường vô nhà mình đó, chủ làm có 2 mét thôi. Tại vì trồng một số cây mít, cây mai vàng và cây me nè anh chị thấy không? Có cây me trước rất là mát chị. Cây me rất là to chị ha. Chứ cây mít. Qua bên tay trái mình là 6 mét anh chị. Đây. Có tổ bê tông hàng rào đây là 3 mét chị ha. Căn nhà mình thì hiện tại đã có sổ riêng rồi. Đó, anh chị mình thương lượng được cái giá mình công chứng luôn cũng được, không cần đặt cọc chị ha. Giá chủ ký gửi giá bán là 1 tỷ 350 triệu chị nha. Đây quay lại cái mặt tiền 6 mét trên chị xem một lần nữa nè, thấy không? Đó, rất là rộng. Cái đường nhựa thì xe chạy rất là thoải mái chị ha. Về em cải tạo cái phần sân này nè, mình buôn bán gì nước hay là bán tạp hóa hay là sửa xe. Đó. Đây cái sân giờ rất là rộng. Dạ, chào chú. Đây là căn nhà chị thấy không? Nhà của chủ đang ở luôn chị nha. Cô chú đang ở nhà luôn. Nhà thì nhà cấp 4 anh chị ha, nhưng mà nhà mình đã ốp lót gạch rồi. Đó. Còn ốp tường thì chưa anh chị ha. Đây là không gian cái sân. Nay mình không đi làm hả chú? Nhà này là chủ nhà anh chị ha. Ở đây có một lớp cửa nè, cửa bằng gỗ anh chị ha.
Đây. Nhà mình bán nhiêu chú? À, ngang là 6 mét, dài 44 mét đúng không? Mình bán giá nhiêu chú? À, tỷ 3,50 ha. Dạ. Để quay nói cho khách biết nhiều lúc về coi trực tiếp luôn chú ha. Nhà mình là chưa đóng được phòng hả chú ha? Dạ. Nhà chủ chưa đóng được phòng mà chị. Hai bên thì đều có cửa sổ rất là thoáng, tại bên tay trái bên tay phải á thì còn khoảng 1 mét nữa. Đó, mở cánh sáng ra vô là rất là thông thoáng cái phòng khách mình ha. Phía sau mình có cái ganh hết luôn hả chú? Dạ. Ở trên trần anh chị ha. Đây là không gian phòng khách. Đây là chỗ có bàn học của con của chú. Xin phép chú nha, ra về sau quay cho khách coi chú. Căn nhà mình đó là nhà cấp 4 chị ha, là được hai phòng ngủ, một phòng khách, một không gian bếp và một cái nhà vệ sinh, cũng khá là rộng chị ha. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ cũng rất là đơn giản chị ha. Mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ hết anh chị ha. Rất là thông thoáng cái phòng ngủ của mình anh chị. Trên căn nhà giường mình thì không có mồ mả, không có vướng dây điện cơ thế gì chị nha. Đây là phòng thứ hai. Dạ, dạ cô. Dạ. Cô đang ngủ anh chị ha. Dạ. Đây là không gian bếp nấu ăn. Dạ. Có tivi ở đây, không gian này cũng rất là rộng ha. Chị có thể để cái bàn tròn ở đây để mình dùng cơm chị ha. Đây, khu vực này cũng còn rất là rộng anh chị. Hiện tại thì nhà này là cô chú với đứa con đang ở luôn chị ha. Nên đồ đạc để rất là ngăn nắp, một số vật dụng thì cũng hơi bị bỏng xíu. Anh chị và cô chú mình cũng thông cảm ha. Đây, chỗ không gian để ly bát và một số nồi ở đây. Còn kế bên đây là cái nhà vệ sinh anh chị. Quay kỹ cho chị xem luôn ha. Nhà vệ sinh, nhà tắm là chung luôn chị nha. Hôm nay cũng rất là rộng, rất là thoáng anh chị ha. Cũng có hai bên có hai cái lam rất là lớn. Nhà vệ sinh đó thì gia chủ đã ốp tường lên cao khoảng là 2 mét anh chị. Đây chị không, không gian bếp nè, khá là rộng ha. Đây là không gian phía sau, đây có cái cửa phía sau đó anh chị. À, qua chuồng gà là còn dài sao nữa không chú? À, còn 20 mét nữa. Dạ. Để ra cái ganh cuối cùng luôn cho khách coi dễ anh chị ha. Đây, đây có cái chỗ hai lu nước, có vòi nước đây nữa nè, rửa chén bát ngoài đây cũng được. Đó, cũng cho nó rộng anh chị ha. Hai nồi khu vực này cho nó thoáng anh chị nha. Đây là không gian phía sau căn nhà. Phía sau căn nhà anh chị thì cũng có một số cái dừa nè, xoài nè, rồi cây mắng cầu anh chị và một số cây bơ đó chị. Tại chủ nhà trồng một số ít thôi, không có nhiều, tại dùng trong gia đình anh chị ha. Phía sau đây thì anh chị có thể cải tạo mình bỏ bớt cái vật dụng ở đây, không nuôi gà nữa, nó cho nó trống, mình trồng một số cây trái thêm chị ha, thăm gọn cho nó sạch sẽ gọn gàng hơn chị nha. Tại vì cô chú thì cũng lớn tuổi rồi, không không có chăm sóc nhiều, nuôi một số gà để ăn thịt anh chị. Đây là gà nè, chủ nuôi đây, tôi quay cho chị xem. Này nuôi ăn thịt có đá nuôi đá không chú? Đây rất là nhiều chị ha. Rồi em sẽ cố gắng ra cái ganh cuối cùng ha để cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây là cây bơ nè anh chị. Đây. Cây bơ khu vực Long Hưng này trồng rất là tốt ha, và trồng một số cây trái nào cũng phù hợp với đất ở Long Hưng anh chị nha. Ở khu vực mình thì có điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết chị nha. Ở đây mình xài nước ngọt, không có mặn, cũng không có nhiễm phèn luôn, nên anh chị và cô chú mình rất là yên tâm vấn đề đó ha. Đây. Đây có một cây dừa cao khoảng là 1,5 m nè chị. Mình đứng đây hái cũng được luôn chị. À, trải xâm xê chị không, chú không hái uống nước để tới khô luôn chị, thấy vừa khô luôn chị thấy không. Đây để ra cái gành cuối cùng luôn chị cho anh chị mình nắm nha. Đây hai cây dừa, đây cây dừa sau đây trái không không bằng cây dừa trước chị. Đây là ranh giới cuối cùng của mình anh chị ha, quay gần cho chị xem nha. Tại đây vướng cái sình không em qua không được anh chị ha. Đây chị thấy không, xây gạch lên khoảng là 1 mét đó chị, kéo hàng rào chị thấy không. Đây là ranh giới cuối cùng của căn nhà vườn của mình anh chị nha. Nhà vườn của mình thì cũng diện tích vừa phải chị, không có lớn lắm chị ha.
thích hợp cho anh chị cô chú nào mới lập gia đình nè, rồi cô chú nào mà lớn tuổi á, về đây muốn nghỉ dưỡng á, không gian vừa phải á, thì đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Rồi để em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà vườn nằm ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa ha, là 1 tỷ 350 triệu nha. Căn nhà mình là chưa có thổ cư nha, hiện tại đất cây lâu năm nha anh chị. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm em một like ha, một chia sẻ, một nút đăng ký nha, để tương tác với em, để bên em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ để cho anh chị đầu tư hay là làm vườn và nhiều mục đích khác nha. Chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều ha. Anh chị và cô chú kết bạn Zalo em ha, để bên em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.